Ngày 28 tháng 9, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho 150 đại biểu là công chức các xã, thị trấn, trạm quản lý bảo vệ rừng trực thuộc, trưởng thôn, bí thư chi bộ, tổ bảo vệ rừng cùng các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Các đại biểu được báo cáo viên truyền tải nội dung các quy định quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã, cơ chế chính sách trong việc trồng và bảo vệ rừng, giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư trên địa bàn xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp hội nghị nhằm giúp chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng cũng như các chính sách các quy định liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng từ đó hành động cụ thể thiết thực chống phá rừng khai thác rừng trái phép và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện